Đáp án cho câu đầu tiên đi. Câu số 1 đáp án gì? Câu số 1 đáp án gì? Chào Ren Ren. Hello, chào cả nhà. Câu số 1 đáp án gì? Đây live VIP của Thoại VIP Vũ xem ở trong nhóm live VIP giúp thầy với. Nào, Phạm Văn Đức học đi. Chào Hiếu Nghĩa. Hello. Câu số 1 vào năm on muộn. À đúng rồi, vào trong năm học thì thầy dạy lui số 8:30 nhá. Nào, câu số 1 đáp án gì? Nhung Nhung này, bạn Nhung Nhung bạn comment đầu tiên chúng ta xem nhá. Để bài hỏi chúng ta là Esten nào kem Esten nào khi phản ứng dung dịch nào hát dư đun nóng không tạo ra hai muối, kem lưu ý từ không. Không tạo ra hai muối nha, lưu ý từ không này. Anh này thì tạo thành muối gì? C6H5COONa và muối C6H5ONa cộng với nước, anh này tạo thành hai muối. Đề bài bảo không. Loại A. Được chưa? Anh thứ hai tương tự thì tạo thành CH3COONa cộng với C6H5ONa cộng nước, anh này cũng hai muối, đúng chưa? Hai muối, loại tiếp. Tiếp tục này, anh này xem nào. Anh này tạo thành muối CH3COONa và C2H5COONa đúng không? CH3COONa và C2H5COONa cũng hai muối, loại nốt. Vậy đáp án đúng của chúng ta chỉ có thể là đáp án D. Đáp án D, chúng ta thủy phân trong môi trường nào mắt dư thì tạo thành muối này. Đây, một muối COONa tất cả hai lần cộng với hai thằng CH3OH. CH3OH. Vậy đáp án đúng là đáp án D. Rất tốt. Wow, hôm nay hơn 102 bạn đang theo dõi. Các em chú ý nha, theo dõi chuỗi livestream của thầy là tối thứ hai, tối thứ tư hàng tuần liên tục, liên tục từ giờ đến lúc các em thi. Tối thứ hai và tối thứ tư hàng tuần. Bạn nào chưa xem video livestream lại về tường thì xem lại về tường nhá. Like xong là thầy ẩn. Ok. Mình có xong câu số 1 nhá. Mình tiếp tục này, sang câu số 2 này. Sang câu số 2. Đây là chuỗi livestream cực kỳ chất, không chém gió, chúng ta chỉ học trong 1 tiếng đồng hồ thôi. Được sắp xếp từ dễ đến khó và có tính cập nhật cực kỳ cao. Trong tờ đề này chúng ta sẽ làm với những câu ST trong đề thi đại học Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 và 2018. Nha, những cái câu mà rất sát với đề thi năm 2020 của các em. Nên chú ý để theo dõi. Trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 của em có 6 câu ST. Trong năm tới các em có 6 câu ST. Và học thầy thì thầy sẽ chiến hết cả 6. Chiến full cả 6 câu. Nha, chúng ta lưu ý. Nào, câu số 2 nào. Hello, chào Nguyễn Văn Tuấn, chào em, chào Lê Cẩm Tú. Lê Cẩm Tú vào học đi. Nào, câu số 2, comment đáp án câu số 2 nào. Câu số 2 đáp án gì? Bạn nào chưa xe nhỉ? Những bạn nào chưa xe nhớ xe ngay về tường nhá. Những cái bạn nào mà xe thầy thì sau này được lên fan cứng thì sẽ có rất nhiều món quà đặc biệt dành tặng cho tất cả các bạn và các em. Hello. Câu số 2, STX có tỷ khối hơi so với heli bằng 21,2. Vậy ở đây mình có là D của X so với heli bằng 21,5, suy ra phân tử khối của X trên phân tử khối của heli bằng 4 thì bằng 21,5. Ngay lập tức mình tìm được phân tử khối của X sẽ bằng 21,5 nhân 4. 21,5 nhân 4 bằng 21,5 nhân 4 bằng 86. 86. 86 nhá. Cho 17,2 gram X. Cho 17,2 gram X. Các em lưu ý này, 17,2 gram X về thành ký hiệu này, nhìn này, tất cả bọn này đều đét đơn chức. Đơn chức, đơn chức, đơn chức. Vậy mình có nó dạng RCOOR phải, đúng không? Cộng với lại NaOH dư, NaOH dư thì thu được RCOONa cộng với lại R phải OH. Ok, 17,2 gram X. Vậy chúng ta tìm được số mol X bằng 17,2 chia cho 86 thì bằng 0,2 mol. 0,2 mol. Dư thì thu được số mol của muối RCOONa cũng bằng 0,2 mol mà khối lượng đề bài cho chúng ta bằng 17,2. 17,2. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta sẽ tìm ra được là gốc RCOONa sẽ bằng 17,2 chia 0,2. 17,2 chia 0,2 thì bằng 17,2 mà chia cho 0,2 thì bằng 86. Ồ, vẫn bằng 86. À đâu, sorry, thầy nhìn nhầm, 16,4. Mắt thầy lẽ đấy. 16,4 là mờ muối mà. Mờ muối bằng 16,4 các em nhá. Chào Nguyễn Thị Thu Thủy, vừa cơm xong và học luôn. 16,4 chia cho 0,2 thì bằng 82. 82, vậy hoàn toàn ở đây như thầy đã dạy với các em, như thầy đã dạy các em thì ta có là R cộng với cụm này là 44 cộng 23 thì bằng 67 thì bằng 82. Hoàn toàn đến đây mình tìm được R của mình bằng 15. R của mình bằng 15, vậy chắc chắn cháu nó là CH3 đấy, hiệu công nghiệm rất tốt. Nay thì lai sớm hơn 8 giờ chính xác.
CS3 bạn nào chưa xe xe lại về tường nhá. Xe để cho tất cả các bạn cùng biết rằng là trên cuộc đời này còn tồn tại một ông thầy livestream không chém gió. Vậy mình có anh này là CH3COO R phải ma phân tử khối bằng 86. Thế này mình nhìn này, thằng này là CH3 vớt. Đúng chưa? Thằng này HCO vớt, vậy mình chỉ còn hai này thôi. Đúng không? Mình bấm máy tính này mình thấy anh này phân tử khối bằng 86 này. Anh này phân tử khối bằng 88 này. Vậy đề bài bảo là 86 mà. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bò. Ok, Thu Hiền chính xác. Bạn Nguyễn Tiến Ngọc mắt lé rồi em ơi. Nguyễn Hải Minh xe lại về tường trong xe trong nhóm để cho tất cả các bạn lớp VIP của thầy nhìn thấy nhá. 2K2 xe hết lại về tường cho thầy. Ok. Nào, chúng ta giải tiếp nào, chúng ta giải tiếp nào. Câu tiếp theo, câu số 3 nào. Câu số 3 nào các em. Chào Thòm Quốc An. Hello em. Nào, câu số 3 nào. Câu số 3. Câu số 3 là câu trong đề thi minh họa năm 2017. Câu số 3 là câu được trong đề thi minh họa năm 2017. Nào các em lấy máy tính bấm cho thầy giải trong một nốt nhạc xem này. Thủy Phân, Nguyễn Tiến Ngọc các bạn trả lời sớm đầu tiên đúng không? Thủy Phân 4,4g. Các em nhớ nha, chúng ta sẽ có lịch live cố định. Lịch live cố định là vào 20 giờ tối thứ hai và tối thứ tư. Tối thứ hai và tối thứ tư. Nhớ đấy, nhớ lưu lại để nhớ lịch live cố định. Học những cái buổi học cực kỳ chất đối với thầy. Thủy Phân 4,4g etinacetat. Etinacetat là CH3COO C2H5. Chúng ta tìm được số mol bằng 4,4 chia 88. 4,4 chia cho 88 bằng 0,05 mol. 0,05 mol bằng 100ml dung dịch NaOH. Chúng ta tìm được số mol NaOH luôn. Số mol NaOH bằng 0,2 nhân 0,1 bằng 0,02. Sau khi vậy ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch, thu được chất rắn khan. Vậy chất rắn của chúng ta là CH3COONa cộng với C2H5OH. Thằng này là đun nóng lên thì nó bay hơi rồi. Vậy chất rắn chúng ta chỉ có muối thôi. Ở đây chúng ta lưu ý cho thầy rằng là anh này 0,02, anh này 0,05. Vậy phải tính cả chất hết là 0,02. Vậy ta có M chất rắn chính bằng M của CH3COONa và bằng 0,02 nhân 82 và bằng. Thank you. Bạn hello. Không có gì cả, xấu trai miền Tây ạ. Mỗi lần các em share video livestream này là lại của thầy là coi như là một lần các em cảm ơn thầy rồi. Rất cảm ơn em. 0,02 nhân với 82 thì bằng 1,64. Vậy hoàn toàn ta tìm được khối lượng D. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok chưa? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Nào chúng ta sang tiếp câu tiếp theo, câu số 4. Câu số 4. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Wow. Câu số 4 các em thấy không? Bây giờ mới 20:03. Chào Hùng Phạm. Thầy nhớ em chứ? 20:03 thầy nhớ Hùng Phạm là một đứa mất gốc hay sao? Mất gốc, không biết một chữ hóa, vậy thì cày thầy là đúng rồi. Hợp lý anh Tú Lệ ạ. Các em nhớ là bây giờ là 20:03 và mình đã đến câu số 4. Đây là chuỗi học livestream tiết kiệm thời gian. Một tiếng giải được 30 câu, giải cực kỳ chi tiết, không có chém gió như vậy chúng ta mới học được khủng được, đúng không? Hôm nay mình học một tiếng hóa, một tiếng lý, một tiếng toán thế mới khủng được chứ không chỉ học tập trung vào mỗi một môn hóa thì không mà tiêu. Đúng không? Thế cả đời em học hóa à, thế còn toán lý coi như là nát này. Đúng không? Hello. Hôm nào cũng gì? Thu Thủy giải được 2 câu cuối chưa? Hôm nào cũng nói nhưng bài thấy chất thì ok, thank you em. Thầy nhớ Minh Thắng chứ. Nào mình có nào phát biểu nào sao đây không đúng nào, các em cùng comment xem nào. Chất béo là trieste, cái này đúng. Của ethylene glycol với axit béo á. Ethylene glycol với axit béo hình như sai. Chất béo là trieste của glycerol. Vậy không đúng là đáp án A rồi. Không đúng là đáp án A, vậy sai là đáp án A các em nhá. Sai là đáp án A. Chất béo thường không ta trong nước và nhẹ nước, hoàn toàn chính xác. Triolin có khả năng tham gia phản ứng cộng hydro đun nóng giúp tác niken. Triolin là thằng C17H33COO tất cả 3 lần C3H5. Bên trong thằng này có nối đôi CC. Chính vì vậy nên nó cộng hydro giúp tác niken là hoàn toàn chính xác. Ok. Chất béo thì phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm, đúng chính xác. Đây này, quất bài thầy mất 1 tiếng mà vã mồ hôi. Ok, tiếp tục nhá. Mình có sang câu tiếp theo, câu số 5 thầy chẳng có chém gì hết, ren ren ạ. Tập trung học đi. Coi ngang này vẫn hiểu mà em. Quên công thức tính số mol, thế thì chuẩn bị thầy có một cái khóa mở ra dành cho tất cả những bạn nào quên công thức tính số mol này mà. Nào câu số 5 nào. Câu số 5, đề thi trung học phổ thông quốc gia
Câu 30 em bị mắc ở giữa, tí nữa xem thầy giải nhá. Đề này bót kinh lắm. Nào câu số 5, sao phong hóa hoàn toàn 178 gram tristerine. Lục trung đức xem ở trong nhóm live VIP giúp thầy nhá. Câu số 5 nào. Tất cả các thanh niên nhóm live VIP của thầy là nhớ xem về tường này, không là thầy giận đấy. Nào câu số 5, sao phong hóa hoàn toàn 178 gram tristerine. Tristerine là C17H35COO, tất cả 3 lần C3H5. Trong dung dịch cao hát, thầy có video đồng phân este nhưng ở trong khóa ấy, học full video em nhá. Cao hát thu được kali stearat C17H35COOK, 3 thằng này cộng với lại C3H5OH tất cả 3 lần, 3 thằng này. Vậy chúng ta tìm được số mol anh này nhỉ. Số mol anh này nhá, các em thuộc cho thầy. Số phân tử khối này bằng 890, thuộc cho thầy đi. 890 nhá, tristerine phân tử khối 890. Vậy ở đây mình tìm được số mol 178 chia 890, 178 chia 890 bằng 0,2 mol, nhìn thấy không? 0,2 mol. Phạm Dương chính xác đấy. 0,2 mol, vậy ra anh này 0,2 nhân 3 bằng 0,6, và đến đây mình nhân ra được khối lượng luôn. Mình nhân được khối lượng luôn nhá. 0,6 nhân bằng ngọc đơn này, 12 nhân 17, 12 nhân 17 cộng với nhân với bằng ngọc đơn 12 nhân 17 cộng với 35 cộng với cụm này 44 nhỉ, cộng với 39 nhá, bằng 193,2 gram. 193,2 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok, bạn Nguyễn Đăng Khải lỗi rồi em. Bạn Hiệu Nguyễn Quốc chính xác. Trương Văn Hiển xe này về tường tác với em 2K2 vào đây nhá. Nào, mình sang câu số 6 nào các em. Clay Nguyễn chính xác rồi. Clay Nguyễn xe vào trong nhóm lớp cho này. Đây là những câu khá là mới, mới toanh, mới tinh tương hoàn toàn. Nào câu số 6. Khi sao phong hóa triglyceride X, nào comment đáp án cho thầy xem câu này đáp án gì. Câu này khá là chất. Triglyceride X bằng dung dịch NaOH dư đun nóng thu được sản phẩm gồm, đây cộng này NaOH dư thì thu được sản phẩm gồm glycerol C3H5OH 3 lần, natri oleat là C17H33COONa, natri stearat là C17H35COONa và natri palmitat là C15H31COONa. Chúng ta phải thuộc tên thì mới quất được, được chưa? Vậy là ba thằng này đính vào cái trục, là trục có ba cái chìa ra của nhóm của thằng glycerol đúng không? Vậy thầy đặt thằng này thằng số 1, thằng này số 2, thằng này số 3 và bắt buộc phải ra ba thằng này, nên bắt buộc phải có ba cái gốc này ở bên trong gốc thằng X. Vậy thì có 1 2 3, 1 3 2 và 2 1 3, được chưa? Vậy là có 1 2 3 thằng. Vậy đáp án đúng đáp án D. Giải tổ hợp xác suất sau này có thể sai đấy Hiệu Quốc Nguyễn ạ. Ở đây câu này em giải theo phương pháp xếp số của thầy nó kinh khủng hơn nhá. Phương pháp xếp số của thầy là phương pháp toàn diện nhất giải cho bài này. Ok chưa? Cả nhà có hiểu câu số 6 không? Những thanh niên nào hiểu câu số 6 thì chấm cái để thầy biết nào. Những thanh niên nào hiểu câu số 6 thì chấm cái để thầy biết. Tất cả những câu hôm nay thầy chữa đều có khả năng ra trong đề thi kiểm tra ST của các em. Chính vì vậy nên các em nên share lại về tường để lấy tài liệu ôn, bởi vì sau này thì không quay trở lại ST nữa đâu nhá. À, có ai bị mờ? Các em có bị mờ không? Các em có nét căng không? Tâm ơi, em thử thoát ra xong em vào lại đi. Tâm giải được hai câu cuối chưa? Xin giới thiệu các em là bạn Tâm là bạn vừa mới tham gia khóa live VIP của thầy, và bạn Tâm đang thi học sinh giỏi của tỉnh Ninh Bình đúng không? Khá là xinh gái. Nào, ok, mình có sang câu tiếp theo, câu số 7. Câu số 7 nào. Sao phong hóa hoàn toàn 17,8 gram chất béo. À, các em nhìn kỹ nha, các em nhìn kỹ nha, các em nhìn kỹ câu này nhá. Comment đáp án đi. Tính thật nhanh lên. Mình có này, sao phong hóa, thầy cho thầy hỏi một chút, cho thầy hỏi một chút là thầy giải này có nhanh không các em? Các em có theo kịp không? Em cũng xếp ra như thầy đấy, thì mình thế mới chuẩn là lục trung đức, đúng là học sinh lớp live VIP có khác nhỉ. Wifi căng đét, ok. Thầy giảng này các em có theo kịp không? Theo kịp thì chấm cái để thầy biết nhé. Nào, xe thật nhanh về tường nhé, để cho các bạn 2K2 cùng biết đến thầy. Như vậy là thầy rất là hạnh phúc rồi. Như vậy thầy mới có năng lực, thầy mới có kiểu super để mà thầy có thể chữa thật nhiều cho các em nữa. Iron Man, Minh Vialin đúng không? Sao phong hóa hoàn toàn 17,8 gram chất béo X. Vậy thầy có này, chất béo này cần vừa đủ dung dịch chứa NaOH. Chúng ta lưu ý rằng là một thằng chất béo ấy thì nó ăn 3 thằng NaOH đúng không các em? Đấy, để tạo thành thằng muối cộng với lại thằng glycerol là C3H5OH 3 lần, đúng chưa? Đúng chưa? Vậy ở đây này, mình có này, cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Vậy chỗ này NaOH là 0,06, hoàn toàn ngay tức thể sử dụng đường chéo để suy được C3H5OH 3 lần. 0,06 nhân 1 chia 3 bằng 0,02. Đến đây các em nhìn kỹ nhé, nhìn kỹ nhé, thầy bảo toàn khối lượng, thầy giảng rất là kỹ cho các em.
Mình có khối lượng của chất béo bằng 17,8. Mình có khối lượng, thank you Nguyễn Thị Thu Thủy, 17,8 cộng với khối lượng của NaOH 0,06 nhân 40. Em không theo kịp chuẩn của ông Phúc á. Được rồi, thế thầy giảng chậm chậm này nhá. Bằng M muối cộng với lại 0,02 nhân với phân tử khối này là 92. Đến đây chúng ta tìm được M muối. Đến đây chúng ta tìm được M muối bằng xem nào. 17,8 cộng với 0,06 nhân 40 trừ đi 0,02 nhân 92 bằng 18,36 gram. Nhìn thấy không? 18,36 gram. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bò các em nha. B bò. Ngọc Thư chính xác, Lai Nguyễn chính xác, rất tốt. Rất tốt. Đấy. Những câu này rất là dễ đúng không? Đây này, câu trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 này. Đề cực kỳ dễ. Nào mình sang câu số 8 nào. Trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016. Nào, hôm nay mình chinh phục 30 câu trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia các năm 2017, 2016, 2018. Nào các em cùng comment đáp án câu số 8 xem đáp án thu được là đáp án gì. Sao phong hóa chất nào sau đây thu được glycerol? Rồi ôi, câu này thầy vừa mới chữa xong. Dịu ơi dịu, xe ở trong nhóm giúp thầy nhá. Xong rồi là xe Việt Tường tác em 2K2 vào giúp thầy nhá, khẩn trương. Bạn nào chưa xe, xe nhanh lại về tường cho thầy. Nào tiếp tục nào. Tiếp tục nào. Tiếp tục nào. Khẩn trương nào. Mình có câu số 8 đáp án gì? Sao phóng đây nhìn này. Chất béo thì thu được glycerol, thầy vừa chữa xong đúng không? Đứa nào mặt mờ nhìn thấy được. Vậy là gì nhỉ? Nó phải là chất béo. Metin acetate không phải chất béo. Benzin acetate không, metin format không, mà phải là tristerin. Tristerin là C17, thầy viết cho các em nhớ nhá. Thằng này hay thi lắm. H35 CO tất cả 3 lần C3H5 mà cộng với lại NaOH thì chắc chắn thu được C3H5OH tất cả 3 lần. Hiểu chưa? Ok, Trần Quang Phúc đã hiểu rất tốt. Đấy, cứ cố gắng học theo thầy là hiểu thôi, chẳng có vấn đề cả. Nào mình sang câu số 9. Số 9 level tăng lên một chút. Đây đề từ dễ đến khó mà em. Không, không phải là dễ khó lẫn lộn đâu, đây là từ dễ đến khó đấy. Những câu này vẫn là những câu dễ. Những câu này vẫn là những câu dễ. Câu số 9. Càng xuống dưới mới càng khó. Đốt cháy các bạn, 3 câu cuối là khó nhất. Các em giúp thầy tag các bạn 2K2 trong video livestream thầy nhá. Câu số 9 nào. Đốt cháy hoàn toàn một lượng STX no đơn chức mạch hở, cần dùng vừa đủ amon oxy, thu được amon nước. Nhìn này. ST no đơn chức mạch hở nhá. Công thức tổng quát là CnH2nO2 này, cần vừa đủ amon oxy này, thu được amon nước này. Và CO2 đúng không? Vậy thầy đặt đi. Thầy đặt là cần vừa đủ một, giả sử là một mol oxy thì thu được một mol nước đúng không? Vậy một oxy, một nước. Các em lưu ý cho thầy anh này là ST no đơn chức mạch hở. ST no đơn chức mạch hở. Vậy số mol nước bằng số mol CO2. Lưu ý nhá, số mol nước bằng số mol CO2 bằng 1. Đúng chưa? Vậy hoàn toàn đến đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy là xong. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy xong. Oxy vế trái 1 nhân 2 cộng 1 nhân 1 bằng 3. 3 trừ đi 1 nhân 2. Đúng không? Đây này, 1 nhân 2 cộng 1 là bằng 3. 3 trừ 1 nhân 2 thì còn 1, chia cho 2 thì còn 0,5. Dễ không? 0,5 thì hoàn toàn đến đây mình tìm ra được số nguyên tử carbon sẽ bằng 1 chia 0,5. 1 chia 0,5 thì bằng 2. Vậy chắc chắn thế 2 vào trong công thức này. Mình tìm được ST của mình là C2H4O2. ST là C2H4O2 thì chỉ có một công thức duy nhất là HCOOCH3. Dễ chưa các em? Rất dễ. Để bài hỏi cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch cao H, tác dụng vừa đủ với dung dịch cao H nha, thì thu được m gam muối. Vậy muối chúng ta là HCOOK. Số mol 0,1. Đến đây mình tìm được khối lượng của HCOOK. 0,1 nhân mở ngoặc đơn này, 1 này cộng 44 này cộng 39 này, 1 cộng 44 cộng 39 bằng 8,4 gram. 8,4 gram. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Chúc mừng tất cả các bạn nào comment đáp án C. Vậy đáp án C chúng ta là đáp án chính xác nhá. Các em thấy không? Bây giờ chúng ta mới live stream. Chúng ta mới live stream có một chút thôi mà mình đã làm đến câu bao nhiêu rồi đây. Đấy, các em thấy mình live stream rất là nhanh đúng không? Mình live stream một chút thôi mà mình đã làm đến câu số 9. Bây giờ sang câu số 10 rồi. Đấy, thì vì vậy nên là các em cần chú ý rằng đây là chuỗi livestream cực kỳ kinh điển của thầy nha. Đúng rồi, NOC bằng N nước auto. Thế cũng được, Nguyễn Thị Thu Thủy ạ. Là mình tiếp sang câu số 10. Câu số 10 là câu của đề thi minh họa năm 2017. Xu hướng mấy năm nay thì cái đặc tính của đề thi Trung học phổ thông quốc gia nó có tính lặp đi lặp lại. Nó có tính lặp đi lặp lại các em ạ. Chính vì vậy nên là những cái câu này nó là cũng là những cái câu mà rất có khả năng có trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 của các em.
Thế nên là các em nhớ share lại về tường để làm dữ liệu để học tập. Bởi vì ở đây là thầy livestream trước rồi, mấy hôm nữa đi học ở trên trường thầy cô sẽ cho chúng ta các bài kiểm tra. Thì các em có thể đối chiếu phương pháp giải này trước khi làm bài kiểm tra, có thể xem lại video livestream này. Trước khi thi có thể xem lại video livestream này để các em có thể học nha. Mình có sang câu tiếp theo, câu số 10. Câu số 10 thì sử dụng skin kinh điển của thầy, đúng không? C4 là 8O2, dùng skin kinh điển của thầy là gì? Mình có 0 cộng 3, 1 cộng 2, 2 cộng 1, 3, 4, 5, 2, 4, 8, 0, 1, 2, chỉ có 1, 1, 1, 3, mình có 2. 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1, 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4, mình có 4 đồng phân, đúng chưa? Đấy, mình có 4 đồng phân. Mình có 4 đồng phân, thêm nếu mà bây giờ mà viết ra thì thầy viết cho các em xem nhá. HCOOC, C là một cháu. HCOOC, C là hai cháu. CH3COO, C2H5 là ba cháu. Và C2H5, COO, CH3 là bốn cháu. 1, 2, 3, 4. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Đấy, đây này, bạn Nguyễn Thư Thị. Đấy, rất tốt. Đấy, cứ những bạn nào làm bài trước là các bạn sẽ biết độ khủng của thầy như thế nào. Đấy, mình đến xong câu số 10 nhá. Em Ngọc Thư ơi, Ngọc Thư inbox cho thầy. Nhưng bạn nào không biết cái kỹ thuật này thì inbox cho thầy, thầy sẽ gửi cho chúng ta link nhá. Link này thầy đã live stream rồi, được chưa? Những cái bài này thầy đã live stream rồi. Nào, mình sang câu số 11 nè. Câu số 11. Câu số 1 nhìn dài này tưởng khó nhưng mà lại dễ không tưởng đấy bạn. Cực kỳ luôn. Dễ không tưởng luôn. Thầy nghĩ là nhiều bạn không nghĩ rằng là câu này dễ mức thế đâu. Học thầy Minh thì mới nhìn thấy là nó dễ. Nào các em nhìn nhé. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol NaOH bằng NaOH thu được một muối của axit carboxylic và 7,6 gram ancol Z. Được chưa? Chất Y phản ứng trắng bạc. Đấy, muối của axit carboxylic mà Y phản ứng trắng bạc, vậy nó phải là đầu tương đương với việc đầu nó là đầu HCO. Này, thằng này đầu HCO này, thằng này đầu HCO, thằng này đầu HCO. Thằng này đầu CH3, đầu CH3, vớt ngay thằng C. Rất là dễ. Skin đấy em inbox cho thầy là ra được nhá. Chi chi nhá. Nào tiếp tục này. Z hòa tan được COH 2 lần. Z hòa tan được COH 2 lần vậy tương đương nó là ancol. Nó phải là đa và kề. Đa và kề. Đa và kề, đa kề nghĩa là gì? Có nghĩa tương đương với nhóm OH phải nằm cạnh nhau. Nằm cạnh nhau. Vậy mình nhìn này, anh này thủy phân ra này. Anh đầu sông, em cuối sông không nằm cạnh nhau. Vớt thủy phân ra thì nó thu được anh ancol này. C C C OH OH, anh ancol này không tác dụng với COH 2 lần. Các em hiểu chưa? Vớt. Tương tự nhá, anh này thủy phân ra thì thu được ancol phản ứng được với NaOH và anh này thủy phân ra cũng thu được ancol phản ứng NaOH. Nhưng các em lưu ý là thủy phân STX là 0,1 mol trong môi trường NaOH mà thu được ancol Z. Được chưa? Thì số mol ancol Z cũng bằng 0,1 mà anh này bằng 7,6, suy ra phân tử khối của Z bằng 76, 7,6 chứ không phải bằng 16. Và anh này thủy phân ra này, IB này, IB thủy phân ra này. IB thì thủy phân ra được là CH2 OH, CH2 OH. Phân tử khối này bằng bao nhiêu nhỉ? Nhìn này, 14 cộng 17 bằng nhân 2 bằng phân tử khối này bằng 62. Có bằng 76 không? Khác 76. Vậy loại nó đáp án B và đáp án đúng mình đáp án D. Đáp án D ra cái gì? Em nhìn nhá, đáp án D của thầy ra này. D của thầy ra C C C. À sorry nhầm. C C C OH OH. Anh này là H2 này, H2 này, H. Các em bấm phân tử khối thì mình có này. Anh này là 14. Anh này 14 cộng với anh này 13 cộng với anh này, sorry, anh này là CH thôi. Anh này là 13 cộng với anh này là 13 này. 1 2 3 4 1 2 3. Đây CH2 đúng rồi. Anh này 14 cộng 13. Anh này đầu này CH3 cộng với lại đầu này là 15 cộng với 17 nhân 2 bằng 76. Nhìn 76 đúng chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Rất là dễ hiểu, đúng không? Các em có hiểu bài này không? Hiểu thì chấm cái để cổ vũ thầy nhá. Chấm cái xong xe lại về tường luôn nhá để cổ vũ thầy. Sau đó mình sang câu tiếp theo, câu số 12 nào. Thầy vẫn để yên ở đây cho chúng ta nhìn lại chút. Wow, tê chân quá. Livestream chúng nó quá là tê chân quá. Nhớ xem video livestream này về tường nhá, xong tác các bạn vào trong video livestream của thầy. Những bạn nào đang xem chung thì nhớ là chui là chui ngược trở lại xem theo dõi lại thầy nhá. Nào, theo dõi ở ngay trên trang của thầy ấy, ngay ở trên fanpage của thầy ấy. Nào khẩn trương. Bạn nào chưa xem thì xem được nhanh về tường giúp thầy. Bởi vì cái việc mà bọn em xem là giúp cho thầy, cung cấp cho thầy thêm một cái động lực để thầy có livestream nhiều nhiều thật nhiều nữa cho team của em, cho team 2K2 ngựa non
ngựa non nhà thầy. Nào, nào mình có tiếp tục chiến đấu tiếp. Câu số 12. Câu số 12. Thủy phân este C4H6. Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit thì thu được anhydride, công thức của X là. Comment thật nhanh là cho đầy này, xem là đáp án gì. Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit thì thu được anhydride, công thức của X là. Nào, công thức của X là gì? Thu được anhydride. Thằng này thủy phân thì thu được C3H không có anhydride vứt. Thằng này thủy phân thì thu được C3H không có anhydride vứt. Đúng không? Thằng này thủy phân thì thu được gì? CH3 CHO anhydride lấy. Thằng này thủy phân thu được CH2 nối đôi CH gạch CH2 OH không được vứt. Đáp án đúng đáp án B. Anh này là gì? Anhydride acetic hay còn được gọi là acetaldehyde. Được chưa? Các em hiểu chưa? Đấy, sau này nó có gọi một trong hai cái tên này thì các em phải biết nhé. Còn một tên gọi nữa là etanan. Đấy, cả ba cái tên này đều y xì như nhau. Đấy, các em vừa học thầy, các em vừa có ôn được luôn. Được chưa? Nào tiếp tục nào. Mình có sang câu tiếp theo nhá. Câu số 13. Câu số 13 lại thêm một câu bài tập nữa nhưng mà nó cũng dễ thôi, không quá khó đâu. Thực ra là nó rất là dễ và các em cần phải làm quen với những câu như này. Các em chú ý nhá. Hỗn hợp X gồm một axit carboxylic no đơn trước mạch thở. Lưu ý này, axit carboxylic no đơn trước mạch thở. Bạn nào chưa xe là nhanh về tường nhá. Sau này các em gặp những câu này rất rất nhiều trong bài kiểm tra cũng như bài thi thử. Vậy axit carboxylic no đơn trước mạch thở thì ký hiệu nó là CnH2NO2. Ok chưa? Và một ancol đơn trước mạch thở. Ancol đơn trước mạch thở thì ký hiệu là ROH. Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gram thì thu được. Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gram thì thu được, đây cộng oxy này, thì thu được CO2. Mình tìm được số mol CO2 20,16 chia 2,4 bằng 0,9 mol nước. Mình tìm được số mol nước bằng 18,9 chia 18 bằng 18,9 chia 18 bằng 1,05 mol. 1,05 mol. Chỗ em mưa xong lỗi mạng nhờ. Vẫn mờ, thế thì chắc là do mạng yếu đấy. Nhưng mà Tâm ơi, những câu này hay lắm, Tâm phải xem đi. Tâm nhớ xem về tường nhá. Tâm xem lại về tường chưa? Mình thấy này, mình thấy này. Anh này là axit no đơn hở, cháy luôn luôn cho N nước bằng NCO2. Thế mà ở đây N nước lại lớn hơn NCO2. Nhìn thấy không? Điều này chắc chắn là ancol phải là no đơn. Vậy công thức của ancol của thầy là CmH2m2O. Được chưa? Vậy công thức anh ancol này là CmH2m2O. Mặt khác, thầy có cái lượng chênh lệch này là do số mol của ancol. Do ancol no đơn hở cháy luôn cho ta N nước lớn hơn NCO2, 1,05 trừ 0,9. 1,05 trừ 0,9 bằng 0,15. Vậy số mol ancol là 0,15. Ok, đến đây thì có một cái chiêu nhá. Đến đây này, thầy đi bảo toàn khối lượng này. Bảo toàn khối lượng thầy có 21,7 cộng với MOC bằng 0,9 nhân 40. Câu 30 vá lắm, tí để chữa cách giải nhanh cho. 0,5 nhân 18. Đến đây mình tìm được MOC. Bao nhiêu bạn thầy muốn thầy chữa full câu 29, câu 30 với cách giải nhanh chấm cái để thầy biết nào. MOC bằng 0,9 nhân 40 này. 0,9 nhân 40 cộng với 1,05 nhân 18. 1,05 nhân 18 bằng trừ đi 21,7 bằng chia cho 32 ra số mol oxy. Thầy bấm nhầm hay sao nhỉ? 0,9 nhân 44. Sorry. Phải 44. 0,9 nhân 44 cộng 1,05 nhân 18 trừ đi 21,7 bằng chia 32 bằng 1,15 mol. 1,15 mol. Các em nhìn kỹ nhá. Các em nhìn kỹ ạ. Đến đây thầy đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy này. Thầy đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy này. 1,05 nhân 1. 1,05 nhân 1 cộng với 0,9 nhân 2. Được chưa? Trừ đi 1,15 nhân 2. Được chưa? Trừ đi. Tiếp này, 0,15 nhân 1. 0,15 nhân 1 này. Được chưa? Được bao nhiêu? Chia cho 2. Vậy ra là số mol axit bằng 0,2. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy số mol axit bằng 0,2 chưa? Đấy, kỹ năng làm đấy. Số mol axit bằng 0,2. Đây là những tuyệt chiêu rất là kinh khủng thì muốn share cho tất cả các bạn và các em. Nào. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được số nguyên tử carbon trung bình nhá. Đến đây thì tìm được số nguyên tử carbon trung bình sẽ có phải chính bằng là số mol CO2 là 0,9 chia cho tổng số mol cháy là 0,2 cộng 0,15 không?
0,2 cộng 0,15. 0,9 mà chia cho 0,2 cộng 0,15, 0,9 chia cho 0,35 bằng 2,57. 2,57 lớn hơn một thằng, nhỏ hơn một thằng. Đúng chưa? Vậy 2,57 thì lớn hơn 2 hoặc lớn hơn 1. Đúng chưa? Hoặc lớn hơn 2 hoặc lớn hơn 1, có hai khả năng xảy ra. Hoàn toàn có hai khả năng xảy ra. Chuẩn chưa? Thế vậy đến bây giờ này, thầy hướng dẫn ta bây giờ ta phải có đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon, bảo toàn carbon ta có này. N nhân 0,2. N nhân 0,2 cộng M nhân 0,15 cộng M nhân 0,15 thì bằng 0,9. Các em muốn thầy dạy mốc bốc lửa, máu lửa thì các em nhớ xe lại về tường xong tag các bạn trong video livestream nhá. Xe thật nhanh về tường và tag các bạn trong video livestream. Thầy bị chặn ở trong tất cả các nhóm nên không thể share trong các nhóm được. Nên là bây giờ muốn share trong các nhóm chỉ có nhờ tất cả các bạn và các em giúp thầy share trong nhóm thôi. Với N bằng 1 thì 0,9 trừ 0,2 bằng 0,7, M loại đúng không? Với N bằng 2 thì 0,9 trừ đi 0,4 thì là bằng 0,9 trừ 0,4 bằng 0,5 đúng không? Đúng nhỉ? 0,9 trừ 0,4 mà. Đây xem nhé. N bằng 1, N nhân 2, N nhân với 0,2 cộng với M nhân 0,15 thì bằng 0,9 đúng rồi. Với N bằng 1 thì bằng 0,7 vứt. Với N bằng 2 thì 0,9 trừ đi 0,9 trừ 0,4 chia 0,5 0,5 chia 0,15 vứt. Với N bằng 3 thì là ta có là 0,9 trừ đi 0,6 bằng chia 0,15 bằng A. Vậy là với N bằng 3 thì M bằng 2. Vậy lấy luôn anh này. Chuẩn chưa? Vậy mình có anh axit của thầy chính là C3H6O2. Còn anh ancol M bằng 2 chắc chắn là C2H5OH. Được chưa? Đấy, làm toát mồ hôi. Xong đề bài hỏi này. Thực hiện phản ứng ete hóa X với hiệu suất 60%, thu được M gam ete. Vậy bây giờ thầy cho này, C3H6O2 là C2H5COOH cộng với lại C2H5OH. Hiệu suất đề bài cho chúng ta bằng 60%, nghĩa là 0,6 để thu được C2H5COOCH5. Số mol axit bằng 0,2. Số mol ancol bằng 0,15. Các em lưu ý nhá, các em lưu ý nhá. Hiệu suất tính đều chất hết, thằng này dư thằng này hết. 0,15 thuận nhân nhân 0,6 ra số mol ete. Vậy mình có 0,15 nhân 0,6 thì bằng 0,15 nhân 0,6 bằng 0,09. Vậy đến đây thì tìm được khối lượng 0,09 nhân phân tử khối này. Cụm này là cụm 29 cộng với cụm này cụm 44 cộng với cụm này cụm 29 tiếp bằng 9,18g. 9,18g vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Đấy, chúc mừng tất cả các bạn nào comment là đáp án đúng là đáp án D. Được chưa? Các em có hiểu bài này không? Bài này là một bài đánh dấu sao nhá. Là những câu vận dụng cao đấy, ứng dụng ở kiến thức lớp 11 đấy. Nên là có rất nhiều bạn bị mất gốc lớp 11 nên sắp tới thì đang dự định mở một khóa mà 100.000 học 5 buổi lấy lại gốc full gốc lớp 11 cho các em. Nào mình tiếp nhá, sang câu tiếp theo, câu số 14 à. Wow, một câu hình vẽ. Một câu hình vẽ của ET. Các em rất hay sợ cái phần câu hỏi hình vẽ này. Tối hôm qua fanpage của thầy mới cho chúng ta tài liệu về câu hỏi hình vẽ đấy. Nào câu 14 sẽ nào đáp án gì nào? Các thanh niên nào chưa xe thật nhanh về tường nhá. Các thanh niên nào chưa xe thật nhanh lại về tường giúp thầy và tag tất cả các bạn các em vào trong video livestream này. Mình sang câu số 14, thầy nói không ngừng nghỉ từ nãy đến giờ cho các em. 14 đáp án gì và chưa nhìn thấy một bạn nào dám comment đáp án của 14 luôn. 14 chẳng nhẽ lại khó đến mức vậy sao? 14 đáp án gì? Hiểu đúng rồi. Quá dễ hiểu Lục Trung Đức. Học live VIP nó khác bọt thế đấy em ạ. Nào, câu 14 nào các em. Câu 14 đáp án gì đây nhỉ? 14 đáp án gì bây giờ? Quay mã nó có 198 là xe đó. Xe đuối đấy các em, xe mạnh mẽ đấy xem nào. Bạn nào không xe chứng tỏ bạn đã ghét thầy. Bạn nào xe chứng tỏ bạn yêu quý thầy. Yêu quý thầy, thầy mới cày thật nhiều cho bạn xem. Đợt này là thầy đang hủy kết bạn với rất nhiều bạn ít tương tác đấy. Hãy tương tác thật nhiều lên, nếu mà tương tác ít là thầy hủy. Bởi vì thầy chạy app mà. App thì không biết ai và ai luôn. 14 à. Hãy hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất hữu cơ y. Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất hữu cơ y. Phản ứng nào xảy ra? Phản ứng nào xảy ra trong thí nghiệm trên? Dĩ nhiên phần này chúng ta học về ete đúng không? Đấy, mình cần có này. Thằng này tác dụng thằng này tạo thành dung dịch và nước, thế nên là chẳng ai đi cho nước đá chất hữu cơ để thu nước cả. Đây là chất hữu cơ y thì hơi nước bay ra không thể hợp chất hữu cơ vớt. Được chưa? Tiếp tục nhá. Thằng này thì thằng này là muối, muối này thì không bốc hơi, thằng này không bay hơi. Không bay hơi, thằng này cũng không bay hơi, thằng này cũng không bay hơi. Trong này chỉ có mỗi một thằng ete đun nóng bốc hơi. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bò.
Ok, rất dễ đúng không em? Cực kỳ dễ, mạng lạc. Rồi ok, chấp nhận mạng lạc. Dễ không? Mình có sang câu tiếp theo nhá, câu số 15. Câu số 15, cực kỳ ghét những đứa nào không xe. Ghét luôn đấy. Xe lại về tường để cho tất cả các bạn cũng biết đến thầy, để mà lớp học chúng ta vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Nhớ là tối thứ hai và tối thứ tư hàng tuần chúng ta có các buổi học live stream cùng nhau từ lúc 20 giờ nhá. Nào mình có nào. Câu số 15. Câu số 15. Nào câu số 15. STX là hợp chất thơm có công thức phân tử là STX là hợp chất thơm có công thức phân tử là C9H10O2. Thơm là chứa vòng benzen rồi. Cho ích tác dụng là tạo ra hai muối nhé. Bây giờ đi tìm ra tạo ra hai muối đó. Thằng này là tạo thành ancol này, C6H5CH2OH. C6H5CH2OH không phải là muối, vứt A. Thằng này tạo thành ancol này, C2H5OH này, vứt C. Được chưa? Được chưa? Anh này tạo thành muối này, HCOONa. Thu thủy xe từ đầu rồi thì thu thủy xe tiếp vào nhóm và tất cả các nhóm mà em làm thành viên giúp thầy với. C2H5 này. Được chưa? Hai muối nhá. Thằng này cũng thu được C2H5COONa cộng với lại C6H5ONa. Thank you, phải đỗ xe này về tường nhá. Xe này về tường thông tắt tất cả các bạn của em vào video stream. Bây giờ hai muối là bọn này được thỏa mãn BC rồi. Vậy mình loại AC rồi. Có phân tử khối lớn là 80, bây giờ còn phân tử khối lớn 80. Chúng ta bấm phân tử khối này, mình biết ngay anh này phân tử khối bằng 68, nhỏ hơn 80. Loại nốt đáp án B. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Hoàn toàn chính xác em. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D nha. Đấy, câu 15 đáp án D. Đề của thầy độ khó đang tăng dần, đang tăng dần, level đang tăng dần, đang tăng dần. Level đang tăng dần theo mức bậc thang. Xem có bao nhiêu bạn trụ được đến mức cuối. Xem và hiểu để đến mức cuối. Đây là buổi cuối cùng thì live stream cho ST. Các em chú ý, sang thứ hai tuần sau. Sang thứ hai tuần sau là mình học bài đầu tiên. Mình học bài đầu tiên về carbohydrate. Carbohydrate, một đống đường đấy nhá. Sao thấy mờ? Thấy mờ chắc là do mạng của em rồi Lê Cẩm Tú. Em thử chỉnh lại mạng xem nhá, của thầy vẫn nét căng hơn cả Sony luôn. Mình có sang câu tiếp theo, câu số 16. Bạn nào chưa xe lại về tường đi. Các em ơi, các em nghe thầy giảng có hiểu không? Bạn nào nghe hiểu thì chấm cái xem nào. Bạn nào không hiểu thì chấm cái xem nào. Câu 16 nào. Công thức nào sau đây công thức của chất béo? Ok, thank you Quang Hiếu. Nào, công thức nào sau đây là công thức của chất béo nào? Công thức nào sau đây là công thức của chất béo nào? Nào, công thức nào sau đây là công thức chất béo các em? Chất béo. Trieste. Trieste đây là mono vứt. Vứt tri mà. Ba. Tri hai là đi. Vứt. Đáp án đúng đáp án D. Em đợi thầy hôm nay mãi không đề mãi nên không có lý do gì không trụ đến cuối. Trụ đến cuối nha. Nào mình có xong nhá, đáp án đúng đáp án D này. Câu 17. Câu 17 nào, 17 chất không? Em nhìn 17 kinh điển không? Các em non thì hướng dẫn giải từ từ chậm chậm để cho tất cả các bạn và các em cùng hiểu nhá. Chứ bây giờ đề thi nó khó nên mình phải làm được những câu như này. Đốt cháy, đây là đề cao đẳng năm 2012 thôi. Mình có này, đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm hai ancol đơn chức nha. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm hai ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng thì thu được CO2 và nước. Thì bấm tìm được số mol CO2 này, 15,68 chia cho 2,4 bằng 0,7 mol. Mình có là 0,7 mol CO2 này. Số mol nước là 17,1 chia 18 bằng 0,95. Vậy mình biết ngay số mol nước lớn hơn số mol CO2. Vậy chắc chắn hai ancol này là ancol no đơn hở. Ancol no đơn hở thì công thức là CnH2n cộng 2O. Đúng chưa? Và hoàn toàn mình có là N nước trừ NCO2 bằng N cháy. Được chưa? Vậy mình có là N của ancol thì bằng N nước trừ NCO2 và bằng 0,95 trừ đi 0,7 thì bằng 0,25. Vậy anh này bằng 0,25. Ok chưa? Hiểu không các em? Vậy đến đây chúng ta tìm được carbon trung bình bằng số mol CO2 là 0,7 chia cho 0,25 thì bằng 0,7 mà chia cho 0,25 thì bằng 2,8. Lớn hơn 2, nhỏ hơn 3. Đề bài nói cùng dãy đồng đẳng. Oh no. Cùng dãy đồng đẳng thôi. Đúng chưa? 2S than côn đơn trước cùng dãy đồng đẳng. Một thằng là C2, một thằng là cái này không cần tìm nó công thức từng ăn côn chính xác.
nhiều đứa bị lừa chỗ này đấy, nhiều đứa bị lừa này. Han cô đơn chức cùng giai đồng đẳng chứ không phải là liên tiếp, nên nhiều đứa làm là C2, C3 là rất dễ bị chết. Ở đây thầy lấy suy ra công thức của Han cô là C2,8H 2,8 x 2 cộng 2, 2,8 x 2 cộng 2 bằng 7,6. Ồ, hay thì có thể viết được anh này là C2,8H6,6OH. Được chưa? Nhìn kỹ nha. Vậy thì có này, C2,8 này, H6,6OH cộng với axit acetic CH3COOH thu được agameste là CH3COOC2,8H6,6. Bạn nào cứ nằm nghĩ mãi chỗ này là cũng chết. Hiệu suất bằng 60% và anh này bằng 0,6. Số mol của ancol mình vừa tìm được 0,25. Số mol của CH3COH 15,6 chia cho 15,6 chia 60 bằng 0,26 mol. 0,26. Thằng 0,25 nhỏ 0,26 nên tính được 0,25. Thuận nhân nghịch chia 0,25, thuận nhân 0,25 nhân 0,6 thì bằng 0,25 nhân 0,6 bằng 0,15. Đến đây mình tìm được khối lượng đúng không? Các em cùng bấm khối lượng với thầy nha, các em cùng bấm khối lượng với thầy nha. Mình có này, 0,15 này, 0,15 này. 0,15 nhân với mở ngoặc đơn này. 15 cộng này 44 này cộng này 12 nhân 2,8 cộng 6,6 bằng 14,88g. 14,88g phải đáp án đúng mình là đáp án D. Các em rõ chưa? Các em có hiểu bài này không? Đấy, những cái bài này là chỉ dành cho các thanh niên nào mà muốn thi các trường top 1 và top 2 thôi. Trong quá trình mình đi thi thì mình phải thi những cái câu top 1 và top 2 chứ. Chứ các em nhìn thấy có rất nhiều thanh niên chữa những câu cực kỳ dễ. Cực kỳ dễ, chưa từng dạy lớp off bao giờ, chữa những câu cực kỳ dễ chỉ để chỉ với mục tiêu duy nhất là để cho nhiều đứa xem, để cho nhiều đứa xem xong cuối cùng là thi thì chúng nó chẳng có điểm cao mấy. Lại khổ thân, lại lãng phí cuộc đời của các bạn. Thầy rất là tiếc cho các bạn nhá. Chúng ta phải học, đã học là phải chất, chất là phải không có chém gió nó nhiều, mình chịu học thôi. Những bạn nào muốn học thực chất thì chấm một cái xong xem video livestream thầy về tường. Nào mình có câu tiếp theo, câu số 18. Nào câu số 18. Câu số 18, được thật chứ em. Nào câu số 18, thần thánh quá. Ok, thank you cùng Quỳnh Hương. Mình sẽ làm được những cái câu này rất là dễ thôi. Những câu này càng về sau các em sẽ nhìn thấy chúng ta còn có rất nhiều câu sau nữa, càng ngày chúng ta sẽ tiếp xúc với những cái đề thi trung học phổ thông quốc gia. Và đây là cái buổi cuối cùng mà thầy livestream dạy về ST. Và buổi sau, thứ hai 20 giờ chúng ta sẽ học sang carbohydrate nha. Mình có câu 18 nào, cũng comment đáp án câu 18 này xem nào. Ui đau lưng quá rồi, ngồi hơi bị còng còng lưng chữa bài livestream chúng nó này. Câu 18 nào. Sao phong hóa CH3. Nào, sao phong hóa CH3COOCH5 trong dịch NaOH đun nóng thu được mối công thức là u công này dễ ợt. Trong NaOH mục tiêu 8 cộng không có bài tập. Có được không nữa? Được, học thầy ngay từ đầu thì mục tiêu 8 cộng hoàn toàn bình thường. Hà Nguyễn Thị đúng rồi, ok, cố gắng học theo thầy nhá. Các em sẽ thấy những câu đó rất là dễ. Mình có CH3COONa. CH3COONa. Vậy thì mình có cái phân tử khối này này. Mình viết tắt lại nó là C2 đúng không? H3 đúng không? O2 đúng không? Na. Đúng chưa? Thế này CH3COONa lấy luôn đáp án đúng là đáp án C. Tính đến hiện tại chưa sai câu nào, live VIP khủng chưa? Lục Trung Đức live VIP của thầy quá chất. Thank you Lê Cẩm Tú. Cực kỳ chất chứ. Nào, mình sang câu 19. Câu 19 nào em? Các em cứ comment thật nhiều, xong xem video livestream thật nhiều, thấy rất là vui. Và thấy vui thì thầy lại càng livestream cho các em nhiều hơn nhá. Chỉ cần làm thầy vui thôi. Share thật nhiều video livestream thầy. Tag tất cả các bạn các em vào trong video livestream này. Thầy sẽ livestream thật nhiều cho các em. Có 6 câu ST trong đề thi đại học các em ạ. Nào, thủy phân 37g 2ST cùng công thức phân tử C3H6O2. Đó, câu này mới hay này, C3H6O2 này mình tìm được số mol này, 37 chia 74 0,5 bằng dung dịch NaOH dư. Bằng dịch NaOH dư. Trưng cất dung dịch sau phản ứng thì thu được hỗn hợp ancol Y và chất rắn Z. Ancol Y và chất rắn Z, ancol Y. Chất rắn Z này, ancol Y, ancol Y. Đun nóng ancol Y với H2O4 đặc. Đun nóng ancol Y với H2SO4 đặc. Ở 140 độ C thì thu được ete. Các em lưu ý giúp thầy là đun nóng với H4 đặc thu được ete thì ete và chắc chắn là cộng với nước nữa. Nha. Chúng ta có này, khối lượng của ET bằng 14,3. Được chưa? Biết rằng phản ứng hoàn toàn, hỏi khối lượng muối trong Z. Thế mình có nha.
Anh này là 0,5 là ethanol đơn hở. Ethanol đơn hở, ethanol đơn thì thủy phân với tỷ lệ 1:1 ra được NaOH là 0,5. Được chưa? Vậy như vậy ta cũng suy được số mol ancol cũng bằng 0,5. Nha, do ethanol đơn nên ancol chúng ta chắc chắn là no đơn. Ancol no đơn thì thầy có một cái này về ancol này, các em nhìn kỹ nhá. Các em nhìn thật kỹ này. ROH 2 thằng ROH mà trong H2SO4 140 độ C thì thu thằng ROR cộng với nước. Được chưa? Thế mà số mol ancol mà 0,5. Ngay lập tức thì suy được số mol nước 0,5 nhân 1 chia 2 0,25. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Nhìn kỹ chưa? Mặt khác, nếu thầy sử dụng bảo toàn khối lượng, thầy có M ancol thì bằng M ete 14,3 biết rồi. 14,3 biết rồi. Cộng M nước. Vậy đến đây chúng ta tìm được M ancol sẽ bằng 14,3 cộng với 0,25. 14,3 cộng 0,25 nhân 18 bằng 18,8. 18,8. Vậy đến đây thì có M ancol bằng 18,8. Thầy bảo toàn khối lượng tiếp thì có M ancol cộng M chất Z thì sẽ bằng M thắng ete. M ete biết rồi. Đề bài cho 37 các. 37 cộng M NaOH 0,5 nhân 40. Đây. Đến đây mình giải mình tìm được MZ. Rất là dễ. 37 này. 37 này. 37 này. Cộng với này. 0,5 nhân 40. Cộng với 0,5 nhân 40. Trừ đi 18,8 bằng 38,2. 38,2. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án B, Nguyễn Thị Thu Thủy chính xác. Rất chính xác, hiệu Nguyễn Quốc chính xác, Lê Cẩn Tú chính xác. Đấy, các em thấy không? Những cái câu này là những câu mà cần phải sử dụng đến kiến thức lớp 11. Thế nên các anh chị 2K1 vừa rồi thi, có nhiều anh chị chỉ học thầy mỗi năm lớp 12 xong bảo với thầy là thầy ơi, đề khó lắm, rất nhiều câu dạng lạ. Không phải dạng lạ đâu các em ạ, mà những câu đấy có ở trong năm lớp 11 đấy. Thế nên là nhiều bạn mà không học thầy ngay từ đầu thì sẽ cảm giác thấy nó là lạ. Nhưng yên tâm, bây giờ 2K2 theo từ thầy thì chúng ta học, chúng ta vừa học kỹ, chúng ta vừa học chất. Các em chú ý nhá, những cái bài này mình phải học thật kỹ, chứ mình không thể lướt qua một vài buổi chạy vù vù là mình đã gần hết hữu cơ rồi. Như vậy là không đổ ổn, như vậy là cách giải không ổn, hiểu không? Các em phải học từ từ, chậm chậm, nắm chắc lý thuyết, xong rồi mình mới nhảy lên được bài tập. Từ bài tập sau đó mình mới làm được đề tổng hợp, hiểu không? Như vậy chúng ta mới khủng được. Nào, mình có câu 20. Số Trieste. Nhớ xem lại video live stream mẹ về tường, xong rồi tag giúp thầy tất cả các bạn của các em vào trong video live stream này nhá. Mình có nào, câu 20. Số Trieste khi thủy phân đều thu được sản phẩm gồm glycerol và axit, thằng này thì đặt số 1, axit thằng này thì đặt số 2 nhá. Vậy đây là Trieste là 3. Vậy thì có là 1, 1, 2, 1, 2, 1. Được chưa? Tiếp tục là 2, 2, 1, 2, 1, 2. Vậy tất cả bọn này đều thủy phân ra được thằng 1 và thằng 2. Vậy có 1, 2, 3, 4. Đáp án đúng đáp án B. Thực ra đây là một skin khá là kinh điển của thầy, đúng không? Skin mà xác định đồng phân Trieste theo phương pháp xếp số. Bạn nào mà chưa theo dõi thì có lẽ chỉ có một cách duy nhất là đăng ký khóa học full video của thầy. Trong đấy thầy có chia dạng, giải chi tiết. Mình sang câu 21. Câu 21 nào các em? 21, đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 đấy. Em nhìn nhá, nhìn kỹ để phân tích nhá. Phạm Văn Đức comment đi. Cái gì? Xe về tường chưa? Xe ở trong nhóm lớp A1 đi. Câu 21. STX mạch hở công thức phân tử C4H6O2. STX mạch hở công thức phân tử C4H6O2. Hello Cao Đình. Nào, STX mạch hở công thức phân tử C4H6O2 đun nóng A, monic thu được trong NaOH, thu được dung dịch Y. Toàn bộ Y tác dụng với lượng dư AgNO3 trong NO3 thu được 4A mol. Chú ý nhá, A monic mà thu được 4A. Vậy mình xem này, đầu tiên này, thủy phân anh này thì thu được CH2 nối đôi CHCOONA, đúng không? Cộng CH3OH, hai này đều không trắng được bạc. Vượt. Đây nó trắng được bạc. Thủy phân anh này mình thu được HCOONA cộng với lại HOCH2CH nối đôi CH2. Amon này thì thu được Amon này thì chỉ một thằng này trắng bạc, thu được 2 amon bạc. Vứt tiếp, đây để bài của 4 này. Ok. Tiếp tục anh này, thì phân thu được CH3CONA thì không ghi nữa, thằng này không trắng bạc. CH3CHO amon thì sinh ra bạc là 2A, để bài của 4 này. Vứt nốt. Vậy đáp án đúng đáp án này. Thầy viết thằng A thủy phân ra gì cho các em nhìn nhá.
HCOONa cộng với CH3 CH2 CHO. Thằng này amon, thằng này amon. Thằng này trắng bạc ra hai bạc, thằng này trắng bạc ra hai bạc. Nên cả hai thằng này trắng bạc thì ra được 4 bạc, đúng không? Bạc là 4A. Thằng này A ra được 2A, thằng này A ra được 2A. Vậy tổng cộng là 4A, đáp án đúng đáp án. À, rất là dễ các em. Cực kỳ dễ. Đúng không? Đó hỏng quá. Nào, mình sang câu 22, đề thi minh họa năm 2015. Đề thi minh họa năm 2015 là thật nhanh nào, comment đáp án cho thầy xem câu 22 đáp án gì. Nào, thật nhanh nào. Comment cho thầy xem câu 22 đáp án gì nào. Câu 22 đáp án gì các em nhỉ? Thủy phân 1 triglycerid X bằng dung dịch NaOH thu được hỗn hợp muối gồm natri oleat và natri stearat, tỷ lệ mol tương ứng là 1:2 nhá. Vậy thì đặt thằng natri oleat là 1, thằng natri stearat là 2. Chú ý ở đây là 1:2, có nghĩa là một gốc, một thằng 1 và hai thằng 2. Một thằng 1 và 2 là 2, vậy chỉ có 1, 2, 2. Đúng không? 2, 1, 2, hết rồi. Bởi vì là 1 chia 2 mà nên 1 thằng 1 và 2 thằng 2. Vậy mình chỉ có mấy thôi? 1, 2, 2 thì vì lý sĩ đi thoảng đáp án trên. Đáp án A. Đấy, rất tốt. Đức Duy Kiều, Trần Minh, Lê Thị Kim Yến, Phạm Dương, Ngọc Thư, Nhung Nguyễn, Hiệu Nguyễn Quốc. Các em comment rất là chính xác, rất là tốt. Ok, mình sang tiếp nha. Sang câu 23. 23 chúng ta lại sang một cái level thêm một chút nữa. Nhưng thầy nghĩ level này vẫn là dễ thôi, không quá khó đâu. Các em cần chú ý theo dõi thầy giải nhé. Thầy giải chậm chậm từng bước một để cho các em cùng theo dõi. Các em sẽ thấy câu này rất là dễ, không quá khó như việc mà các em nhìn thấy là đề dài mà không giải được đâu. 7,6 gam hỗn hợp của một acid carboxylic no đơn trước mạch hở. No đơn trước mạch hở nhá. Công thức tổng quát là CnH2NO2, no mà. Ancol đơn trước là ROH. Số nguyên tử carbon trong phân tử khác nhau để yên đậy nhá. Thu được này, đây là 7,6 này, thì đốt cháy hoàn toàn thu được CO2 0,3, nước 0,4, thì hoàn toàn mình nhìn thấy này, N nước lại lớn hơn NCO2, N nước lại lớn hơn NCO2. Chưa hiểu phương pháp này, giờ chỉ có một cách duy nhất là inbox cho thầy xong rồi đăng ký khóa học cho Ngọc Danh ạ. Bởi vì thầy dạy qua mất rồi. 0,4 lớn hơn 0,3, 0,4 lớn hơn 0,3, vậy mình có này, số mol nước lớn hơn số mol CO2. Là do số mol nước lớn số mol CO2 mà thằng axit này cháy luôn luôn cho nước bằng CO2 này, nên chắc chắn là ancol no đơn ạ. Ancol no đơn. Ancol no đơn thì công thức tổng quát là CnH2n CmH2m cộng 2. Ồ, đúng chưa? Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được số mol của ancol mà 0,4 trừ 0,3 bằng 0,1. Vậy anh này ancol là CmH2m cộng 2O, số mol ancol 0,1. Đến đây mình đi bảo toàn khối lượng. Mình đi bảo toàn khối lượng thì mình có 7,6 cộng với lại khối lượng của oxy thì bằng 0,3 nhân 44 cộng 0,4 nhân 18. Đến đây mình tìm được khối lượng của oxy này. 0,3 nhân 44 cộng 0,4 nhân 18. 0,3 nhân 44 cộng 0,4 nhân 18 bằng 20,4 trừ đi 7,6 bằng chia cho 3, 2 ra số mol oxy 0,4 mol. Ok. Ok chưa? Nào, mình có nào. Tiếp tục nào. Hoàn toàn đến đây chúng ta sẽ giải tiếp. Chúng ta sẽ có bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Thì chúng ta sẽ được cái gì nhỉ? Bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy thì mình sẽ có 0,4 x 1 cộng 0,3 x 2 trừ đi 0,4 x 2 trừ đi 0,1 x 1. Thì mình sẽ tìm được số mol của thằng axit. Mình có này, 0,4 x 1 cộng 0,3 x 2 trừ đi 0,4 x 2 trừ đi 0,1 x 1. Được chưa? Bằng này, chia cho 2 này, bằng 0,05. Bằng 0,05. Bằng 0,05. Nào, vậy hoàn toàn đến đây. Ta sẽ có điều gì các em? Nhìn nhá. Thầy có này, carbon trung bình của hỗn hợp sẽ bằng 0,3 chia cho tổng số mol bằng 0,1 cộng 0,05. 0,1 cộng 0,05 bằng 0,3 chia 0,15. 0,3 chia 0,15 bằng 2. Vậy carbon trung bình bằng 2. Nhưng đề bài lại bảo chúng ta một điều này.
số nguyên tử carbon trong phân tử khác nhau. Vậy điều này chứng tỏ thằng axit không thể là 2, thằng ancol cũng không thể bằng 2. Được chưa? Được chưa? Thằng axit không thể bằng 2, thằng ancol không phải cũng không thể bằng 2. Vậy điều này chứng tỏ rằng là một thằng phải nhỏ hơn 2, nhỏ hơn 2 là 1 và thằng lớn hơn 2. Nhỏ hơn 2 là 1 thì thằng axit thì số nguyên tử carbon luôn lớn bằng 2 rồi. Nên nó không thể là 1. Vậy ROH chắc chắn là 1. Đúng chưa? Vậy chắc chắn ancol ta là 1 vì nó chỉ có thể là CH4O hay nó cách khác nó là CH3OH. Được chưa? Ok chưa? CH3OH. Ok em ơi, có vụ gì đấy? Thầy đang mải giảng. Thôi tập trung học nhá. Nào mình có này. Sau khi ra được anh ancol này là CH3OH rồi thì hoàn toàn mình đi bảo toàn nguyên tố carbon. Đây này, CH3OH 0,1 tự nhiên đang giảm quay xuống thế chúng nó comment dài dài nhắc chúng nó ngay học bài. Bảo toàn carbon mình có 0,3 này trừ đi này 0,1 nhân 1 này được chưa bằng này chia số mol là 0,05 này bằng này 4 bằng 4 bằng 4 bằng 4 bằng 4 bằng 4. Vậy chắc chắn axit chúng ta bằng 4 là C4H8O2. Các em phải quan tâm thật kỹ đến những cái câu như thế này. Quan tâm thật kỹ những câu này. Những câu này cực kỳ là hay khi thi nên phải quan tâm nhá. Rất hay gặp. Vậy hoàn toàn đến đây mình có này, một thằng axit nhìn kỹ nhá. Một thằng axit bây giờ thì ghi lên chỗ này chúng ta dễ nhìn. Thằng axit chúng ta là C4H8O2 rồi. Vậy nó là C3H7COOH cộng với ancol là CH3OH này. Hiệu suất là 80% vậy nó là 0,8 này. Thu được este chúng ta là C3 mũi tên hai chiều nhá, C3H7COOCH3. C3H7COCH3 thì số mol của CH3COH chúng ta vừa tìm được bằng 0,05. Bằng 0,05. Số mol của CH3OH của chúng ta thì bằng 0,1. Các em ơi, cái gì? Giờ mới nhìn 0,1 cái gì? Được bảo có người nói xấu. À thôi các em ạ, không quan tâm gì nhiều. Đấy chắc là nick ảo đấy. Thầy hay bị nick ảo lắm, giảng hay nhiều quá xong rồi là có nhiều giáo viên khác hơi ganh ghét thầy nên là dùng nick ảo vào chửi mà thôi, không quan tâm. Các em chỉ quan tâm đến việc duy nhất là học, quan tâm đến bài là học, chúng ta đang học còn kệ, mình không quan tâm để ý nhiều nhá. Giống như thầy, chúng ta không cần quan tâm để ý nhiều. 0,05 này mình tính theo thằng hết, với đây 0,05 0,1 thì tính theo thằng hết là 0,05 thuận nhân 0,05 nhân 0,8. 0,05 mà nhân với 0,8 thì bằng 0,04. Vậy đến đây mình tìm được khối lượng luôn. 0,04 nhân với mở ngoặc đơn này 12 nhân 3 cộng với 7 cộng với 44 cộng với 15 bằng 4,08. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok chưa? Kinh ngủ không? Các em hiểu bài này không? Các thanh niên nào hiểu bài này thì chấm cái xong xe lại về tường giúp thầy. Các thanh niên nào hiểu bài này thì chấm cái xong rồi là xe lại video live stream về tường giúp thầy. Bài cực kỳ hay luôn. Các em sẽ rất hay gặp những bài như này. Các em thấy không? Level tăng càng ngày càng tăng, càng ngày xuống dưới càng tăng đúng không? Thì cái ấy quan tâm làm gì nhiều hả Nguyễn Thế Quang? Mình chỉ quan tâm đến việc mình làm thôi. Và thầy biết rằng là việc mình làm đang giúp đỡ cho các em 2K2. Thế thôi. Còn lại có rất nhiều bên chống phá thầy mà. Các em biết là cái đợt mà thầy live stream cho 2K1 thì cứ vừa mới đăng tút lên một phát, tối đang chuẩn bị live stream thì lại bị report. Mãi bây giờ mới chống được report ấy. Thì bây giờ thì chắc chắn nick ảo sẽ xông vào chống phá thầy nhiều. Nên là thầy cũng chẳng quan tâm gì nhiều. Thầy chỉ quan tâm là live stream cho các em thôi. Và các em chỉ quan tâm một điều là học thầy và share lại video live stream cho thầy. Để mà làm sao cho thật nhiều bạn cùng có thể theo dõi video live stream của thầy. Càng nhiều bạn biết đến thầy thì càng ok. Không hiểu thì share thì... Thực ra cái câu này câu vận dụng cao em ạ. Các bạn không hiểu là chuyện bình thường. Các em phải xem đi xem lại đến 2-3 lần thì mới làm được. Nhá. Thế nên câu 2-3 này những bạn nào không hiểu thì share lại video live stream về tường. Xong rồi là... Ok, Hồ coi nhà, rồi coi thầy like. Ok, thank you em. Nhớ xe về tường công tác em 2K2 vào đây giúp thầy nhá. Là mình có sang câu 24 nữa cả nhà. Mấy câu này toàn bài tập cô cho mà không biết làm. Đấy này, linh này. Đấy, ok, và thầy chữa cho ta cách cực kỳ nhanh đúng không? Nào, câu 24. Đây là cách nhanh nhất đấy. Câu 24 nào. Thủy phân este. Nào, thủy phân STX mạch hở công thức phân tử C4H6O2. Sản phẩm thu được có khả năng tráng bạc. Câu này cực kỳ hay. Câu này cực kỳ hay. Ở đây có bạn là Công Thanh hỏi là chỗ suy đa cái axit. Em ơi, chỗ suy đa cái axit rất dễ thôi. Ở đây là C0.05 thì mình đi bảo toàn. Do anh này là trung bình bằng 2. 2 thì đề bài nó cho là không là số carbon nguyên tử khác nhau nên không thể là 22 được. Phải nhỏ 1. Phải nhỏ 2 thì chỉ có 1. 1 thì thế vào đây là CH3OH.
Vậy mình có bảo toàn carbon thì 0,3 này trừ đi 0,1 nhân 1 này chia 0,05 nó ra là C4. Sau đó giải thôi. Rất là dễ. Nào mình sang câu 24 nào cả nhà. 24, thủy phân STE C4H6O2 C4H6O2 thu được sản phẩm có khả năng trắng bạc. Trắng bạc, các em lưu ý cái từ trắng bạc. Trắng bạc thì hoặc nó phải có chó hoặc nó phải có HCOOR phải. Được chưa? Thế vậy những cái thằng có khả năng trắng bạc anh này là HCOO này, C nối đôi CC một cháo. Đúng chưa? Đúng chưa? Đây là một cháo, thằng này có khả năng trắng bạc này. Tiếp tục này, HCOO này, CC nối đôi C, thằng này cháo thứ hai. Tại sao? Tại vì nó cứ đầu HCOO này, thủy phân thì phải thủy phân ra được HCOOH rồi. Thằng này thủy phân ra được HCOOH thì hai thằng này đều có khả năng trắng bạc không? Vậy là ok nhá. Tiếp tục này. Tiếp tục này. Thế là xong hai thằng này thì CH3COOC nối đôi CH này, nối đôi CH2. Thằng này thủy phân thì ra được CH3OH không trắng bạc. CH3COOH không trắng bạc nhưng lại thu được CH3CHO trắng bạc, đúng không? Vậy 1 2 3, 1 2 3 thằng. Bạn nào tô 3 là bị chết. Bạn nào tô 3 là bị chết. Em biết tại sao chết không? Em biết tại sao chết không? Tại vì này này, đề bài hỏi số ST thỏa mãn tính chất trên. Và nhớ rằng là cái buổi live stream đầu tiên, buổi live stream lấy gốc của thầy, thầy đã nói với các em rằng là khi đề bài hỏi số ST thì mình phải tính cả hình học. Đúng chưa? Và khi mình tính cả hình học thì anh này có được phân hình học này. 1, 2, 3 cộng thêm 1 sao. Vậy là có 4 đồng phân. Được chưa? 4 nha. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. À, được chưa? 4 cháu. Nào mình sang tiếp. Câu số 25. Câu số 25. Càng xuống dưới các câu độ khó càng tăng. Bây giờ mình đang ở câu số 25. Một câu thực ra nó cũng không hẳn là khó lắm đâu, nhưng mà đòi hỏi các em phải hiểu. Các em cần chú ý nhé, thầy hết sức tập trung ở đây để theo dõi thầy hướng dẫn cho các em nhá. Nào mình có nào. Câu 25. Câu 25 còn thiếu cái nào ở Huỳnh Tuấn Thoại? Huỳnh Tuấn Thoại đang bỏ còn thiếu này. Còn thiếu thằng nào hả em? Còn thiếu thằng nào? Có vẻ nhánh. Đúng, sorry. Ok, thank you em. Đúng rồi, thầy lỗi đấy. Còn một thằng bẻ nhánh nữa, HCOOC nối đôi CC. Đây thằng này cũng trắng được. Đúng rồi. 1 2 3 4 đang bảo hôm nọ chữa được 5 mà hôm nay được 4. Sorry cả nhà. Đáp án đúng đáp án D. Ok, cảm ơn nhá. Thank you. Câu 24 đáp án D các em ạ. Thầy lỗi. Đáp án D. Đấy, thầy làm nhiều nên là chữa nhiều nên cũng bị lỗi đấy. Là mình có sang câu tiếp theo nhá. Câu số 25. Câu số 25. Đốt cháy hoàn toàn một mol chất béo. Đốt cháy hoàn toàn một mol chất béo. Vậy mình có chất béo này. Mà đốt cháy hoàn toàn với chất béo chúng ta là trieste đúng không? Trieste thì công thức nó là CHIO6. Đốt cháy thì mình thu được CO2 và nước hơn kém nhau 6 mol. Hơn kém nhau 6 mol này các em lưu ý cho thầy một chút nhé. Ở đây mình có một cái công thức giải mọi bài cháy là NCO2 trừ N nước chia N cháy thì luôn bằng K trừ 1. Ok chưa? Thế mà doi này là chất béo, là trieste. Chất béo thì chắc chắn lục trung thức à? Ừ, cái thằng này nó ra acetone, đúng rồi. Nhưng mà cái đầu HCO này thì lại trắng được gương em nhé. Thằng này là ra acetone nhưng đầu HCO này trắng được gương. Nguyên tử thủy ạ, đề bài bảo là chỉ cần trắng bạc thôi mà. Nào mình có. Mình quay lại tiếp câu 25 nhá. Mình quay lại tiếp câu 25 nhá. Đứa nào chưa xe lại về tường nhá. Câu này rất hay thi. Câu này cực kỳ hay thi luôn nên là sau này gặp phải thì nhớ là bảo là thầy Minh đã dạy em. Nào, vậy mình có này, NCO2 trừ N nước chia N cháy bằng K trừ 1 mà hơn kém nhau 6, vậy mình có K trừ 1. Đây thằng này trừ thằng này thì bằng 6 đúng không? Mà đốt cháy hoàn toàn 1 mol đúng không? Vậy đây là 6 phần 1 đúng không? Vậy K trừ 1 bằng 6. Suy ra K có thể bằng 7. K chính bằng số pi cộng số vòng. Nhưng do anh trieste hay chất béo thì không có vòng nên suy ra số pi của nó bằng 7. Ok chưa? Số pi của nó bằng 7. Mà mình có này, 7 pi. Trong đó thằng chất béo của chúng ta có 3 pi COO. Vậy nó còn 7 chữ 3, 4 pi C nối đôi C. Và chính cái 4 pi CC này nó mới tác dụng với bromo. Được chưa? Vậy mình có một thằng CHIO6 ăn với bromo. 4 pi CC ăn 4 bromo.
Số mol brom chúng ta bằng, các em hiểu chỗ này không? 0,6 nhân với 1 bằng 0,6 nha. Suy ngược lại anh này bằng 0,6 nhân 1 chia 4 nha. Bằng 0,15. Được chưa? 0,15. Vậy giá trị của amol chất béo bằng 0,15. Đáp án đúng đáp án. Dễ. Rất là dễ. Đúng không? Mình xong câu 25. Các em thấy không? Đấy, những cái câu này cực kỳ khó nhưng có thầy nó trở thành cực kỳ dễ với các phương pháp giải đặc biệt và đặc trưng, chúng ta tiết kiệm được cực kỳ nhiều thời gian. Đứa nào chưa xe thì xe thật nhanh nhá. Mình có nào sang câu số 26 này. Câu trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Thầy đang rát họng lắm rồi. Và bây giờ chỉ có những cái cổ vũ từ bọn em. Thả chấm thật nhiều vào. Xong rồi tag thật nhiều các bạn vào trong xe video live stream về tường vào trong tất cả các nhóm mà các em biết là có thể giúp đỡ cho thầy. Có thể live stream chữa hết full cho chúng ta đến câu số 30. Chúng ta đang ở câu số 26. Nào, mình đang ở câu số 26. Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Nào, chất X tác dụng với là mắt vừa đủ thu A, chất Y và Z. Ok. Z tác dụng với AG NO3 trong NH3 dư. Đây, để cứ ghi đây nhá. X này tác dụng với NaOH này, thu được Y này, cộng Z này. Z tác dụng với AG NO3 trong NH3 này, thu được T này. T tác dụng với NaOH này thì lại thu được Y. Điều này chứng tỏ carbon trong T bằng carbon trong Y. Đúng không? Tác dụng NaOH không liên quan carbon. Vậy mà khác mình có carbon trong Z lại bằng carbon trong T. Suy ra carbon trong Z bằng carbon trong T bằng carbon trong Y. Vậy chắc chắn tương đương điều là carbon trong Z phải bằng carbon trong Y. Đúng không? Thằng này chỉ phân ra được Y và Z. Vậy mình có này, carbon trong hai thằng này bằng nhau. 2, 2 đủ. 1, 1 đủ. 2, 3 vớt. 1, 2 vớt. Vậy mình chỉ còn A và B. Mình lưu ý. Anh này thủy phân thì thu được HCOONa cộng CH3OH. HCOONa mà cộng với AgNO3 trong NH3 thì chỉ thu được gì? Không bao giờ thu ngược lại được CH3OH, nên là loại nốt, mà chỉ có đáp án A là đáp án đúng. Tại sao A đúng? Non phải viết phương trình để giải thích. Ý A khi thủy phân. Ý A, Minh Anh xem vào trong nhóm lớp giúp thầy nhá. Vào NaOH này thì mình thu được CH3COONa này cộng với lại CH3CHO này. CH3CHO cho tác dụng với AgNO3 trong NH3 này thì mình thu được CH3COONH4 này. CH3COONH4 mà cộng với NaOH này thì thu được CH3COONa này. Vậy đúng hai này giống nhau chưa? Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án A. Ok, xong nhá. Mình sang câu tiếp theo. Câu 22 thế nào hả? 22 là 5 em nhá. Sorry, Lê Kim Yến. Vừa nãy thầy chữa lại rồi, 5. Câu 27 nào cả nhà. 27 nào. 27 là một cái câu vừa nãy giống giống câu vừa nãy mình chữa. Sang đây những câu này là những câu khó rồi. Nó hơi kén để xem. Ok. Nào. Mình có nào. Câu 27 nè. Đốt cháy hoàn toàn agam triglycerid. Nào, đốt cháy hoàn toàn agam triglycerid. Câu 27. Đốt cháy hoàn toàn agam triglycerid. Cần vừa đủ 3,26 mol oxy. Vậy triglycerid của chúng ta nó sẽ có dạng là CXHIO6 cộng oxy 3,26 mol, thu được CO2 2,28 mol, cộng với nước, số mol nước bằng 39,6. 39,6 chia cho 18 bằng 2,2 mol. Ok chưa? Vậy hoàn toàn đến đây mình có bảo toàn khối lượng. Mình có khối lượng của X cộng với khối lượng của oxy bằng khối lượng của CO2 cộng khối lượng của nước. Vậy mình có khối lượng của X bằng khối lượng của CO2 2,28 x 44 cộng khối lượng của nước
2,2 nhân 18 trừ đi khối lượng của oxy 3,26 nhân 32. Ok, Đào Duy Tùng thì sẽ nói chậm chậm lại. Vậy mình được này, 2,28 nhân 44 này cộng với 2,2 nhân 18 trừ 3,26 nhân 32 35,6. Mặt khác mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy 2,2 nhân 1 cộng 2,28 nhân 2 trừ 3,36 nhân 2. 3,26 nhân 2 được bao nhiêu chia 6? 0,04. Ok. Đấy nha. Để bài nói tiếp này, nhìn kỹ này. Để bài nói tiếp, mà các thủy phân hoàn toàn agamic. Vậy x của thầy vẫn là CXHIO6, số mol 0,04. Trong NaOH đun nóng thì thu được muối cộng với lại C3H5OH 3 lần. Một thằng này ăn 3 NaOH ra 1 anh này. Số mol 0,04 nhân 3 thì bằng 0,12. Anh này bằng 0,04. Ok. Đến đây thì có bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng này. Mình tìm được MX bằng 35,6 cộng MNaOH là 0,12 nhân 40 bằng M muối cộng với 0,04 nhân 92. Và công việc bây giờ chúng ta chỉ đi bấm máy tính thôi. 35,6 cộng với 0,12 nhân 40 trừ đi 0,04 nhân 92 bằng 36,72 gam. 36,72 gam C. Phạm Văn Đức chính xác, nó tốt. Thế mà mấy lần làm ở trên lớp không làm được mấy câu này. Đức nó phải làm mấy chục lần câu này rồi nó mới nhớ đấy. Đúng không? 28 này thì bảo thật. Nhiều đứa cứ kêu là 29, 30 khó, chứ nói thật với các em 28 chưa chắc là mấy đứa làm được. Thề luôn, chưa chắc là mấy đứa làm được. Đã comment cho thầy đáp án 28 bao nhiêu? À, vừa nãy là có cái nick nào nó chửi thầy đúng không các em? Ờ, thế lần sau nếu mà tất cả các bạn cũng đang theo dõi cái live stream mà có nick nào mà chửi thầy mà thầy hoặc là nói xấu thì thầy mà thầy không để ý thì đấy là nick ảo đấy, các em giúp thầy report nhá. Được chưa? Lần sau các em nhớ giúp thầy report, bây giờ thầy mới biết. Tập trung giải bài cho các em qua. Nào mình có. Nào. Câu 28 nào. Nào câu 28 nào. Số chất mà một mol chất đó phản ứng tối đa với hai mol NaOH. Câu này đau đấy. Câu này kinh khủng đấy. Chúng ta lưu ý rằng là cứ este của phenol thì ăn thằng NaOH theo tỷ lệ 1:2. Chú ý nha, este của phenol thì tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1:2. Đúng không? Vậy hoàn toàn mình có này. Thằng này este của phenol 1:1. Thằng này este của phenol, nhưng thằng này ăn 3 cơ. Em biết tại sao? Nhìn nhá. Nhìn thấy biết thằng này cho các em nhìn nhá. Anh này chính này này. Vòng tròn này. Xong là HCOO này. OH này. Thì mình có này. Thủy phân này. Thì thằng HCO này ăn 1 NaOH nhá. OH ăn 1 NaOH nữa nhá. Thằng này NaOH lại ăn 1 nữa, vậy thằng này ăn 3 NaOH. Được chưa? Loại. Anh này ăn 1 NaOH này. Thêm gốc CL này ăn 2 này. Anh này lấy này. Anh này có 2 nhóm H đính vào vòng này. Lấy này. Anh này 1 nhóm H đính vòng thôi. Thằng này không này. Đây là tỷ lệ 1:1 vứt này. Thằng này chỉ ăn theo tỷ lệ mol 1:1 này. Vứt tiếp này. Thằng này cũng chỉ ăn theo tỷ lệ mol 1:1 này. Vứt tiếp này. Vậy thì chỉ có 1, 2, 3. 3 anh ăn NaOH theo tỷ lệ mol 1:2. Đáp án đúng đáp án. Bề bỏ. Nha, thầy viết lại phương trình cho các em nhìn. Anh bên trên này. C6H4. Đây. CH3COO này. CH3 này. Cộng NaOH này. Để tạo thành này.
CH3COONa này cộng với lại vòng này ONa này CH3 này cộng nước này. Ok chưa? Thế chất thứ nhất. Chất thứ hai nhá. Cl này, H3n này, CH2 này, COO này, NH4 này cộng NaOH này thì tạo thành này. Chắc chắn tạo thành NaCl này. Cộng với này H2n CH2 COONa. Vậy là cũng ăn theo tỷ lệ 1 2. Và cuối cùng. Cuối cùng OH OH ăn NaOH cũng theo tỷ lệ mol 1 2 để tạo thành ONa. ONa. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Bà. Ok, thank you Mạnh Hùng. Xe thật nhiều vào. Xe vào trong tất cả các nhóm các em lần. Ok. Nào, tiếp tục nào các em. Nào, tiếp tục nào. Câu 29 sắp đến bot của tôi ngày hôm nay rồi. Đề thi minh họa năm 2017. Nhìn phát là thấy sợ. Nhìn câu này ối đứa sợ chết khiếp. Nào, bao nhiêu đứa cùng sẵn sàng giải câu này với thầy chấm cái nào. Bao nhiêu bạn cùng sẵn sàng giải câu này với thầy chấm cái để mình bắt đầu chiến. Bao nhiêu bạn cùng cố gắng giải câu này nào, chấm cái là mình bắt đầu chiến nào. Ok. Chiến nhá, 29 nào. Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức là đồng phân cấu tạo và đều chứa vòng benzen. Chưa nói năng là gì. Đốt cháy hoàn toàn E. Hai este đơn chức đã. Phải đặt nó là CHIO2. Cần dùng vừa đủ oxy. Cần dùng vừa đủ oxy. Chúng ta tìm được số mol oxy nhỉ? 8,064 chia 2,4 bằng 0,36. 0,36 mol. Ố chứ ghi nhầm. 0,36. Thu được CO2 và nước. Số mol CO2 14,08 chia 44. 14,08 chia 44 bằng 0,32 mol. Số mol nước 2,88. 2,88 chia 18 bằng 0,16 mol. À, các em nhìn này là các em biết là mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy mình tìm được số mol của este đúng không? Mình có này 0,16 nhân 1, 0,16 nhân 1 cộng 0,32 nhân 2 cộng 0,32 nhân 2 trừ 0,36 nhân 2 bằng 0,08 chia 2 bằng 0,04. 0,04. Vậy là số mol 2 este là bằng 0,04. Do 2 este đều là đồng phân nên công thức phân tử giống nhau. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được số nguyên tử carbon bằng 0,32 chia cho 0,04 bằng 8. Số nguyên tử hydro bằng 0,16 nhân 2 chia cho 0,04 cũng bằng 8. Được chưa? Vậy chắc chắn công thức của 2 este của thầy nó sẽ là C8H8O2 và chứa vòng benzen. Chứa vòng benzen thì chúng ta phải cẩn thận đến một điều, đó là cẩn thận este của phenol. Đúng chưa? Bây giờ mình có tiếp này, tiếp tục này. Đun nóng M gam E với dung dịch NaOH dư. Đun nóng M gam E với dung dịch NaOH dư. Vậy mình biết nó là C8H8O2 nhá. Mà đun nóng với NaOH dư. Thì mình có số mol anh này bằng 0,04 này. Số mol anh này bằng 0,04 này. Số mol anh này bằng 0,04. Mà số mol NaOH phản ứng là 2,8 chia 40. 2,8 chia 40 bằng 0,07. Mà đề bài nó lọc phản ứng tối đa phản ứng. Vậy chúng ta ở đây chúng ta nhìn thấy một điều. Chúng ta nhìn thấy một điều. Số mol OH chia số mol este bằng 0,07 chia 0,04 bằng 0,07 chia 0,04 1,75. Đáng nhẽ este đơn chức thì số mol este phải bằng số mol NaOH. Thế nhưng ở đây nó lại gấp đến giữa 1,75 là lớn hơn 1 và nhỏ hơn 2. Vậy điều này chứng tỏ là gồm 2 este. Đúng không? Một là este của ancol và este của phenol. Một este của ancol và một este của phenol. Ok. Thế thì este của ancol ấy
chúng ta tìm được số mol nhé. Đây này, số mol này, thằng 1 là este của ancol này, thằng 1 là este của ancol, bởi vì nó phản ứng với nào mà tỷ lệ mol 1:1 mà. Thằng 2 là este của phenol, đúng chưa? Thằng này là 2, thằng này là 1, thằng này 1,75, 2 trừ 1,75 bằng 0,25, 1 trừ 1,75 bằng 0,75, 0,75 chứ 0,25 thì bằng 3/1, đúng chưa? 0,04 mà chia làm 4 phần về mỗi phần bằng 0,01, 0,1 nhân 3 bằng 0,03. Vậy este của phenol số mol của chúng ta bằng 0,03. Còn este của ancol số mol là 0,01. Khi cho tác dụng với NaOH thì chúng nó tạo thành muối. Để bài nói chúng ta là 3 muối. Khối lượng bằng 6,62 cộng với ancol. Do este của ancol thì ra ancol. Số mol este của ancol chính bằng số mol ancol 0,01 mol cộng với nước, bởi vì este của phenol thì số mol nước chính bằng số mol este phenol 0,03. Ok chưa? Vậy đến đây chúng ta có bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng thì mình có 0,04 nhân phân tử khối. Đề bài cho chúng ta biết cái khối lượng này rồi. 0,04 nhân phân tử khối là 0,04 nhân mà ngoặc đơn này, 12 nhân 8 cộng 8 cộng 32 bằng 5,44. Cộng khối lượng NaOH là 0,07 nhân 40 bằng khối lượng 3 muối là 6,62 cộng khối lượng ancol là phân tử khối của ancol nhân 0,01 cộng với 0,03 nhân 18. Hoàn toàn đến đây mình tìm được phân tử khối của ancol bằng 5,44 cộng 0,07 nhân 40 trừ 6,62 trừ 0,03 nhân 18 bằng chia cho 0,01 1,08. Ancol này là ancol đơn chức mà phân tử khối bằng 1,08. Suy ra nó là ROH mà bằng 1,08. Suy ra R bằng 1,08 trừ đi 17 bằng 91. R bằng 91 lấy thủ thuật chia 14 bằng 6,5. Vậy nếu nó là C6, 12 nhân 6 bằng 91 trừ N bằng 19, C6H19. Không bao giờ có thằng nào C6H19. Đúng chưa? Thầy không biết đúng không ạ? Nào tiếp tục mình có, vậy một thằng là C7, 12 nhân 7 bằng 91 trừ đi N bằng 7. Vậy là C7H7OH. Vậy là C7H7OH. Vậy nó là C7H7OH thì hoàn toàn mình có, nào, hoàn toàn mình có C7H7OH. Vậy nó là este của ancol. Este của ancol mà là C7H7OH. Vậy chắc chắn ancol nó chỉ có dạng là C6H5CH2OH. Chọn chưa? Vậy hoàn toàn suy ngược lại ở bên trên này, anh este của ancol của thầy chắc chắn 100% nó là gì nhỉ? HCOO CH2C6H5. Ok. Mà đề bài nói đây là 3 muối. 3 muối thì chắc chắn một muối này có thể là HCONA rồi. Số mol 0,01 rồi. Vậy còn một thằng nữa là este của phenol. Vậy chắc chắn este của phenol để ra được 3 muối chỉ có thể là CH3COC6H nào. Và muối tiếp theo là muối CH3COONA. Số mol bằng 0,03. Và muối cuối cùng là C6H5ONA cũng bằng 0,03 nữa. Thế là xong. Đề bài hỏi. Huy tập trung vào học đi. Khối lượng muối của axit trong T. Đây, khối lượng muối của axit carboxylic trong T. Đây là T. Bây giờ mình đi tìm khối lượng muối của axit carboxylic trong T. Đây, hàng này. Vậy mình có là 0,01 x 68. M muối axit carboxylic trong T bằng 0,01 x 68 cộng 0,03 x 82. 0,01 nhân 68 cộng 0,03 nhân 82 bằng 3,14. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok. Em chú ý nhá, đây là một trong số những câu vận dụng cao. Và đây là cách giải nhanh nhất.
Thực ra thì đây là thầy giải chậm chậm để cho tất cả các bạn và các em cùng hiểu. Chứ còn những bạn nào mà đã học lớp live VIP hay là học lớp offline của thầy, từng học một trong hai lớp đó thôi, thì những cách này các bạn có thể giải tắt rất là nhanh. Còn đây là thầy giải chậm, từ từ để cho tất cả các bạn và các em hiểu. Bởi vì có nhiều bạn không được học lớp live VIP của thầy mà có thể không có điều kiện hoặc chưa kịp đăng ký thôi, thì chưa thể điều kiện học, thì thầy giải chậm để cho tất cả các bạn cùng hệ theo dõi được nhá. Nào câu 30. Ui, mấy dòng? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chắc đi thi nhìn câu này bỏ mất. Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015. 65. Wow. Bao nhiêu bạn muốn thầy live stream giải câu này? Nào, chấm cái cổ vũ thầy live stream giải câu này nào. Chấm cái cổ vũ thầy live stream giải câu này xem nào. Câu 30. 30. Làm câu này 10 điểm, mắc điểm. Câu này câu khó nhất trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 mà. Nào, 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 nào. Đức, tập trung vào, xem chữa. Đáp án có bao nhiêu Đức? 30. Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức tạo thành từ cùng một ancol với 3 axit, trong đó 2 axit no đồng đẳng kế tiếp nhau, 1 axit không no. Thủy phân hoàn toàn X, thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X. Nhìn dã man, nhìn đã nản, giải hết. X bằng dung dịch NaOH thu được muối. Chú ý X là este đơn chức nha. Thu được muối và m gam ancol y. Y là ancol. Do este đơn chức nên ancol của mình cũng là ancol đơn chức. Vậy thầy ký hiệu ancol đơn chức là ROH được không? Được chưa? Cho y vào bình đựng natri dư. Đừng đoán liều. Thu được khí ancol phản ứng natri thì thu được hydro. Số mol hydro bằng 0,0896 chia 2,4 thì bằng 0,04 mol. Được chưa? Vậy do là anh ancol đơn chức thì sinh ra 1/2 hydro, nên mình tìm số mol hydro 0,04 nhân 1 chia 1/2 bằng 0,08. Mặt khác, đề bài nói chúng ta khối lượng bình tăng. Mình có m bình tăng thì chính bằng m vào trừ m ra. M vào là m ancol, ancol thả vào bình à, m ra là m hydro. Vậy hoàn toàn ở đây mình tìm được m ancol bằng m bình tăng. M bình tăng là 2,48 cộng với m hydro bay đi 0,4 nhân 2. 2,48 cộng 0,4 nhân 2. 2,48 cộng 0,04 nhân 2 bằng 2,56. Bằng 2,56. Bằng 2,56. Bằng 2,56 nha, m ancol 2,56. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được phân tử khối của ancol. Phân tử khối của ancol ROH sẽ bằng 2,56 chia 0,08 bằng chia 0,08 bằng ui 32, mày thế. 32 nó bằng R cộng 17. Suy ra R bằng 15. Vậy chắc chắn ancol chúng ta là gì? CH3OH. CH3OH xong một cháu ancol là CH3OH nha. Ra được ancol CH3OH rồi. Tiếp tục. Do anh này là este đơn chức. Nên ký hiệu este đơn chức là CXHIO2. Đúng không? Chung đấy. ETX 5,88 gam thì thu được CO2 đốt cháy trong oxy, thu được CO2 và nước. Số mol nước bằng 3,96. 3,96 chia cho 18 bằng 0,22. Chưa làm ăn được gì luôn. Đúng không? Tịt à cả nhà. Không thể tịt được. Các em nhìn kỹ nha. Số mol ancol mà 0,08 thì có phải thì suy ra số mol este đơn chức bằng 0,08 không? Este đơn chức thì có phải số mol NaOH mà 0,08, do ancol này đơn chức thì bằng số mol este đơn chức 0,08 và chính bằng số mol NaOH đúng không? Chuẩn chưa nào? Đấy, thế mà đề bài cho chúng ta khối lượng este bằng 5,88. Vậy thì hoàn toàn đến đây thì tìm được phân tử khối của este, phân tử khối trung bình của ETX sẽ bằng 5,88 chia cho 0,08 bằng 5,88 chia 0,08 bằng 73,5.
73,5 là các em quan sát 73,5 lớn hơn 60. Mà 60 là một thằng là HCOOCH3. Ethanol đây, được tạo bởi axit no và CH3 OH. Mà đề bài nói này. Hai axit no đồng đẳng kế tiếp. Vậy thằng này là HCOCH3 rồi. Vậy thì chắc chắn một thằng còn lại nó phải là CH3COOCH3. Được chưa? Còn nốt này đề bài nói này. Một axit không no đồng phân học chứa một liên kết đôi CC. Axit nhá. Vậy thằng không no này chứa một đồng đây chắc chắn là ST này. Nhưng chú ý nói có đồng phân hình học. Mà thằng này không có đồng phân hình học nên phải thêm một nhóm CH3 đồng này nữa. H. Được chưa? Hiểu chưa? Nhớ này. Chứa một liên kết đôi CC, đây là liên kết đôi CC nhá. Có đồng phân hình học nên chỉ có thể là thằng này thôi. Tiếp tục này. Vậy là ba thằng đủ này nhá. Ba thằng đủ nhá, thì đặt anh này là A, anh này là B, anh này là C. Thì sẽ có hệ phương trình đầu tiên là tổng số mol A cộng B cộng C bằng 0,08. Phương trình thứ hai, phương trình khối lượng đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Anh này là 100. À, đây là C5 à? 100A cộng với 1, 2, 3, 74B cộng anh này là 60C thì bằng 5,88. Được chưa? Thế hệ cuối cùng là bảo toàn hydro. Đây, đầu này này, 3 cộng 1 là 4, 4 cộng 1 là 5, 5 cộng 3 là 8, 8A cộng với 6B cộng với 4C thì bằng 0,22 nhân 2. Vậy đến đây mình tìm được ABC. Bấm máy tính ấy, xe hẹn xem nào. Thủy à, cái axit không no có 5 carbon ở đây là phải sử dụng một cái quy tắc kinh nghiệm, kinh điển của thầy. Đó là với những cái câu như thế này này thì luôn luôn có một cái thủ thuật. Đấy là mình sẽ chơi với lại cái thằng mà ngay đầu dãy đồng đẳng. Ngay đầu dãy đồng đẳng thì sẽ ra được cái thằng đầu tiên. Anh này là ngay đầu dãy đồng đẳng này. Thực ra chúng ta còn có một cách khác. Đấy là cách bảo toàn, cách biện luận NM nhưng mà rất là dài. Chốc nữa thầy sẽ cắt cho chúng ta cái cách biện luận NM nó không nhanh cách này. Được chưa? Đến đây mình có giải hệ 1, 3. 1 bằng 1 bằng 1 bằng 0,08 bằng. Được chưa? 100 bằng 74 bằng 60 bằng 5,88 bằng. Huy nói chuẩn lại nhá. Đức nói chuẩn lại. Cái chỗ này là thầy giảng ở trên lớp off rồi, đừng có làm các bạn hoang mang. Thầy giảng cho em như thế nào thì bọn em phải bảo với các bạn như vậy. Đừng có trêu các bạn. Nói lại cho các bạn biết đi. Giúp thầy nói lại cho các bạn biết là thầy giảng trên lớp như thế nào. Đúng rồi, chính xác đấy. A3 này, 8 bằng 6 bằng 4 bằng, những cách này nhanh hơn đúng không? 0,2 nhân 2 bằng x bằng 0,02. 0,02 y bằng 0,02, z bằng 0,04. Được chưa? Đề bài bảo phần trăm khối lượng ST không no trong x. Phần trăm khối lượng ST không no trong x, phần trăm của khối lượng ST không no. Vậy A này bằng là 0,02, vậy mình tìm được khối lượng luôn nhỉ. À, 0,02 0,02 nhân với anh này là 100 chia cho là 5,88 là khối lượng đúng không? À, chết nhầm. 0,02 nhân 100 chia 5,88 bằng 34,01%. Năm đúng đáp án C. Được chưa? Đấy, bây giờ thầy mới lý giải cho các em biết là tại sao thầy chọn anh này nhá. Thầy nhắc lại này, tại vì này, ở đây này, ở đây chúng ta có các sự lựa chọn như sau. Thứ nhất em đặt công thức, nếu mà có một cách khác thì em đặt công thức anh này là CN2N này, O2 này, anh này là CmH2m trừ 2 O2 này. Em đặt số mol anh này là A, đặt số mol anh này là B, giải hệ 4 lần. Sau đó biện luận NM là ra được. Được chưa? Ta còn một cách khác nữa là cái cách mà quy tắc kinh nghiệm của thầy đúng đến 90%. Đấy là cách mà đề bài cho này, đồng phân hình học chứa liên kết đôi CC trong phân tử. Thì chúng ta nhớ cho thầy một điều rằng là ở đây ta có là mình cứ lấy cái anh đầu dãy đồng đẳng. Được chưa? Đầu dãy đồng đẳng thì có nối đôi CC nhá thì phải là anh ST này đúng không? Đúng chưa? Sau này có đồng phân hình học nữa thì chỉ có thể là anh này thôi. Ok? Đấy, vậy ở đây chúng ta chọn là đáp án đúng, chúng ta là đáp án C. Ok. Buổi livestream skin đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại. Các em có hiểu bài không?
Các em review, nhớ review thầy với các bạn nhé, để cho các bạn biết rằng là trên đời này vẫn có một ông thầy cực kỳ tận tâm đối với tất cả các em. Nhớ share và tag tất cả các bạn và like tất cả các tút của thầy. Hẹn gặp lại các em vào tối thứ hai. Tối thứ hai vào lúc 20 giờ với chương số 2 nhá. Thank you Tín Kim. Và nhớ một điều nữa rằng là khi mà và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong khóa live VIP tối mai chúng ta chào gần 2 tiếng rồi kinh nhỉ. Tại vì thầy chữa chậm đấy. Chào tạm biệt các em. Bye bye.